Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì nay em chỉ có về được một lô hàng là đẩy RBL MBX300, 6 con hàng tồn kho cực kỳ mới cho các bác nào mình sưu tầm và chơi Tết nha. Và để phối ghép với những dòng loa JBL loa full RMX, những dòng R115, 215 vân vân, với những dòng loa Boss, loa BMB, Screen Vega, thì những con đẩy JBL MBX300 này thì cực kỳ tuyệt vời. Công suất là 940W, giá nó là 10 triệu đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng để kết nối xung vàng nha các bác. Bác nào mình chuyên con đủ thì em sẽ bớt 200 ngàn là còn 9 triệu 8, các bác sẽ hữu được con một JBL MBX300 hàng tồn kho cực đẹp cho các bác nha. Về được 6 con và đây là một cái mẫu mà em đang để cái nắp để các bác có thể hình dung được là khi em nó hoàn thiện nắp thì đẩy vào thì nó như thế nào. Và những con trên là em đã mở nắp để que ruột gan để các bác cùng xem nha. Mới cực kỳ luôn nha các bác. Đối với em này các bác chơi một cặp full JBL 40 hoặc là một full 30 cộng thêm một full 25, hoặc là chơi hai cặp Boss 701, hai cặp Boss 601 vẫn vô tư nha các bác. Và những dòng 301 thì khỏi bàn rồi. Đây, con nào cũng là mới cứng cửa cho các bác nha. Rất là quý giá và về được những cái lô này rất là đẹp để phục vụ các bác nha. Hãy đi chơi. Đấy. Giá 10 triệu một con nha các bác, được tặng kèm một bộ dây ba lăng MBX300 940W. Chạy 24 sò. Đây. Đây các bác có thể hình dung được là nó như thế này khi mà mình lép cái nắp vào. Đây là con thứ nhất nha các bác. Tí em mở luôn bên trong để các bác cùng xem luôn. Và phía sau nó sẽ là dây nguồn và đường tín hiệu vào xéo ly và ba lăng luôn nha. Trạm loa, có thêm trạm loa mới tinh luôn nha. Made in USA nha các bác, Made in USA nha. Những hàng Mỹ nồi. Đúng chất hàng tồn luôn. Giá 10 triệu nha các bác. Rồi sau đây em sẽ tháo ra và que tất cả các con để các bác cùng ngắm nghía những con đẩy rất là đẹp như thế này. Bác nào lấy thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. 0978 338 114 hay là 0965 37027 thì bên em chuyên những sản phẩm hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, từ những sản phẩm audio nghe nhạc cho đến những sản phẩm phục vụ karaoke. Vâng, và sau đây mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp. Thì con này em cũng đã đánh dấu từng số nha các bác. Đây là số 1 này, ở trên phía này. Số 6 này. Đây là con số 1. Đấy, con em vừa mới đắp. Tất cả những dòng đẩy RB hay là những dòng đẩy Mỹ thì cái tăng phô nó sẽ bôi một cái lớp keo mà vàng vàng tản nhiệt nha các bác, nhìn nó gớm gớm đó nha. Đấy. Nó là vậy nha các bác, những tăng phô nồi của Mỹ nha. Các bác thấy này, đồ đẹp này. Mới tinh, chạy 24 con. Cực mới cho các bác nha. Con này con số 1 nha các bác. Đấy, con nào cũng đẹp như nhau hết. Đây, mặt tiền của em nó đây. Tiếp theo là con số 2. Coi trước mặt tiền nha các bác. Đấy. Sáu con này hàng tồn kho, đẹp tuyệt vời. Số 2. Thay đồ mới đồ đẹp nha. Rồi tiếp theo đến con số 3. Coi mặt tiền trước. Đấy các bác nha. Rồi là hoa hậu nha các bác. Con thứ 4. Các bác muốn lấy con nào cũng được nha, tại vì nó đẹp như nhau hết. Quá mới. Rồi đến con thứ 5. Giá 10 triệu đã bao gồm phí ship, được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Rồi tiếp theo là con cuối cùng là con thứ 6. Rồi thì bác nào mình có yêu thích con nào thì liên hệ cho em Chiến nhanh tay. Chỉ có lượt này con 6 con trong lô hàng tồn kho MBX300 của JBL Made in USA, hàng Mỹ nồi. Thì các bác nào mình muốn sưu tập và chơi hàng xịn thì cứ liên hệ và em Chiến, và nhớ theo dõi kênh và cách ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình là đã được cập nhật những video mới nhất và hàng ngày hàng giờ cho tất cả các bác. Và thứ hai là bác ấn vào nút đăng ký kênh là ủng hộ kênh rồi đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì em làm video giới thiệu lô 6 con MBX300 cặp bến hôm nay, quá là mới cho các bác nha. Giá là 10 triệu bao ship nha các bác, tặng kèm bộ da ba lăng.
Đấy, các bác nào mình có nhu cầu xem chưa những sản phẩm xịn sò thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên 0978338414. Và những sản phẩm này là xuất cho thị trường châu Âu nên nó điện 230V. Các bác có thể chuyển cầu điện được nha. Chuyển cầu điện bằng những rất dây này nha các bác, rất dây này. Đấy. Rất dây là chúng ta chuyển cầu được nha. Tại vì những dòng này là hãng Ribe thiết kế là từ 100V cho đến 240V nha. Nếu mà mình xuất cho thị trường Nhật thì họ sẽ chuyển những cái rất dây này qua điện 100V nha các bác. Đấy. Còn thị trường châu Âu là nó sẽ là 230V, là ở Việt Nam mình xài hãng điện châu Âu nha các bác. 220, 230, 240. Rồi, em Chiến dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo nha. Vâng, thì nay em cập bến được 4 con boss, đó là 2 con ngàn 6 CD6 và 2 con ngàn 8 CD6. Hàng đẹp hết nấc cho tất cả các bác nha. Bên em làm hàng tuyển không? 1 ngàn 6 CD6 thì giá nó là 14 triệu 500 ngàn, 1.300W trên một con. Và 1.808 CD6 là 17 triệu 1.800W trên một con. Hàng đẹp nhất nách hết cho các bác nha. Bác nào mình muốn sưu tầm hàng đẹp thì cứ alo cho em Chiến nha. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha các bác. Đấy, rất là đẹp nha. Sau đây em mời các bác xem ruột gan nha. Phía sau thì những con này đều giống nhau, đường tín hiệu vào và đường loa. Những con này ở thị trường châu Âu về nên là điện 230V rất là tiện cho chúng ta và tất cả các bác ở Việt Nam chúng ta. Những em này thì các bác chơi boss ở nhà thì tuyệt vời rồi, và chơi với cái dòng full. Đối với con 1.800 CD6 các bác chơi full 50 đô lại nha. 1.800 rất là mạnh nha các bác. 1.600 CD6 thì nó 1.300W, rất phù hợp với các bác chơi những dòng mà bass full 30 hoặc là một cặp full 40 hoặc là chơi 2-3 cặp boss vân vân. Đây các bác thấy hàng đẹp hết nha. Bác nào yêu thích cặp những con đại boss này rất là hot và rất là quý giá thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên để sở hữu và thưởng thức chất âm hay, mạnh, khỏe và đẳng cấp thì alo cho em qua hai số điện thoại trên nha. Sau đây em sẽ bê từng con xuống và tháo nét để mời các bác cùng xem nha. Vâng, đây là những phía trên của những con boss, đều là xuất cho thị trường châu Âu, 230V, cực kỳ tiện lợi cho chúng ta sử dụng trong gia đình tại Việt Nam. Rồi em sẽ tháo nắp nha các bác. Vâng, đây là bên trong ruột gan của những con này. Đa số những con này về con nào cũng mới nha các bác, rất là mới. Đây em đi đến con những hai con 1.600 trước nha. Đây là cấu hình bên trong của 1.600 CD6. Đấy, 4 tờ lọc ruột và tăng phô, không có thay đổi mới, và một cục lọc nguồn nha các bác, lọc nguồn này để cho âm thanh sắc sảo và độ chi tiết hơn. Lọc nguồn rất là cũng khá là quan trọng là những con boss. Nên các bác nghe những chất âm của con boss này thì thứ nhất là độ trong trẻo về âm thanh, lực đánh thì tuyệt vời. Đối với con 1.600 CD6 này các bác chơi 2 cặp 701 hoặc là 2 cặp 601 là vô tư. Còn đối với những cặp 301 thì vô tư 3-4 cặp thoải mái nha các bác. Đấy, đây là con tem lớn này các bác, còn đây con tem nhỏ này để các bác cùng mình dễ lựa chọn nha. Đấy, trên video thì hai con đều có là con 1.800 cũng có một con tem lớn, còn con tem nhỏ, và 1.600 cũng có một con tem lớn, một con tem nhỏ. Đấy, đây các bác mời các bác cùng xem độ mới đó nha. Đây là phần sò công suất sò ít Motorola. Đây là những sản phẩm mà em tuyển về rất là đẹp để phục vụ các bác này. Bác nào lấy thì cứ alo cho em Chiến qua hai số điện thoại chính này 0978338414 hay là 0965770227, và có thể kết bạn qua số này nhé, 77027 nha, kết bạn Zalo nha các bác. Và đây con 1.600 thứ hai, còn đây con tem lớn nha, con nào cũng quá là mới, quá đẹp cho các bác luôn. Rồi đi đến con 1.800, đây 1.800 tem nhỏ thì các bác dễ lựa chọn nha. Đấy, tem lớn này các bác, cái tem nhỏ này cấu hình thì con này tới 28 con, tụ nó sẽ to hơn này các bác, lọc nguồn nó cũng to hơn so với 1.600 nha các bác, đó là hiện điều hiển nhiên rồi. Phía sau thì nó có trạm loa và trạm tín hiệu đầu vào. Tất cả sản phẩm em Chiến đều bao zin và bao làm máy đẹp cho tất cả các bác nha. Tất cả hoạt động hoàn hảo, chỉ việc các bác về cắm điện và cắm tín hiệu vào, và chúng ta cùng đấu đối với loa và thưởng thức
và cùng giải trí và hát karaoke đối với những con bot. Đây là con tem lớn. Đây các bạn thấy đồ đẹp chưa? Quá chắc luôn. Gọi là hàng hot nha các bác. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Bác nào mình có nhu cầu về con bot ngàn 6 series 6 giá 14.500.000 và 1.008 series 6 giá 17 triệu để đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng thì các bác cứ liên hệ cho em Chiến để sở hữu nha. Và các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha, để luôn được cập nhật những video mới nhất.